Chào các bạn nhé. Gần đây thú chăn nuôi đang có mặt ở chợ chim, chim cảnh Lạng Sơn các bạn. Lúc này là đang là 7 giờ sáng, chợ bắt đầu họ họp các bạn. Ở đây mình nhìn thấy ai ra rất là đông các nghệ nhân trên chim cảnh. Có những nghệ nhân rất là nhiều tuổi rồi, và có những thanh niên chỉ mới tới chơi chim, có những chàng trai cũng chơi chim ở đây, đều có mặt ở đây hết. Nhưng mà chợ chim rất là đông đủ nha các bạn nhé. Đấy, có các loại chim, chè lửa, chè than, khiếu, họa mi, cô gáy, chào mào, quế lâm, ngũ sắc, chim tiên, chim thanh tước, đủ các loại. Và ở đây mình đang quay là có hai em khiếu và hai em chè lửa rất là dạng. Mình đang đi tiến vào trong trung tâm chợ chim nữa các bạn. Chợ chim cảnh bắt đầu được tái họp lại từ đầu tháng 2 tại khu bãi đất Diêm Vương, đối diện với siêu thị La Villa, đối diện với siêu thị La Villa. Đấy, chợ cũng đang bắt đầu được mọi người biết đến sau khi rời từ chợ bờ sông. Rồi từ chợ chim bờ sông bây giờ chuyển về đây cũng nói chung là cũng du khách ở thập phương thì chưa biết, chưa tìm đến nơi đây, cho nên là mình sẽ chịu khó mình review lại cho các bạn HD bây giờ xem chợ chim thường xuyên các phiên học ngày nào thì mình sẽ review cho bạn xem nhé. Cái thằng trường chim cái gì Giang Tứ ấy nằm tại khu tái định cư. Giang Tứ ra đến nhà anh mẹ bẫy bẫy cả, nó bảo nó mua cả cái AV cho vào ấy. Nhìn thấy hình ảnh của mấy YouTuber đồ đông là 1,5 triệu một con, nếu mà chọn thì là 2 triệu. Biến lợi thế mà không bẫy được mấy con đẹp. Hai ngày nay hay là sơn đấy, thế bảo mấy em tôi vào với bạn như chân nuôi nguyên lại thì vẫn hoa hồi Thái Lạc Sơn. Đây mình đã có mặt ở trận chim nhé, mình cũng mới vẫn hoa hồi vẫn hồi bỏ vào sổ trang ra vẫn hoa hồi đến đây vẫn có mặt từ rất sớm này. Vẫn hoa hồi là trong văn quan đâu mình có con chào mà hôm nay ra cho anh em xem. Đây là các cái quầy hàng bán thức ăn cho chim, các loại thức ăn chim, sâu dế cào cào có hết, các loại hạt cào cào ở đây đều có bày ra bán hết các bạn. Mình sẽ review cho các bạn xem từng gian hàng ở chợ một nhé. Đây nơi đây là nghệ nhân tập trung đông nhất, đông nhất có thể mang chim ra đây duyệt chào mào hoặc là chim chè than chè lửa. Mọi người tranh thủ là chợ họp thì mọi người cũng muốn mang chim của mình ra đây để khoe giọng hót các bạn ạ. Có cô bán hàng nước ở đây rất đắt hàng, phục vụ từ sáng sớm cho đến trưa chợ chim họp. Có thể nghe thấy rất nhiều loài chim ở đây hót, có những con chim thuần, có những con chim mộc, có những con bổi, có những con nuôi được 5-6 lồng. Đây là đôi chè lửa này các bạn, cho các bạn nghe cái tiếng chè lửa nhé. Chè lửa này mình cũng có mặt một em, lồng bên trái là chim của mình nhé các bạn nhé. Lồng bên trái là chim của thú chăn nuôi, lồng bên phải là chim của anh Tâm. Đây là gian hàng của anh Tâm, Tâm chè than chè lửa.
giới thiệu với các bạn đây, tiếp theo là gian hàng của anh Lực. Lực cũng chè than, chè lửa, họa mi, chào màu, chim khuyên, sáo, sáo nâu, sáo mỏ vàng, chân vàng, đầy đủ hết. Nên Lực cũng mang ra rất nhiều chim rồi các bạn. Đây, Lực anh ấy mở hàng, anh Lực anh ấy phóng sinh một em chè than. Đấy, định phóng sinh chứ, thỉnh thoảng phải phóng sinh thì nó mới đắt hàng ấy mà, thỉnh thoảng phải phóng sinh một con lấy lộc. Lực có cả quế lâm ngũ sắc, tiểu mi, chim khuyên về rất nhiều. Chim khuyên của Lực hôm nay có hai loại nha các bạn. Chim khuyên bổi 50.000 một con rất là rẻ. Đây, giới thiệu của các bạn, đây là anh Tường, anh ấy mang ra một con chim lửa nam nha các bạn, đuôi dài 25 phân. Đấy, giọng cũng rất hay. Các bạn có thể thấy được là rất nhiều nghệ nhân. Hôm nay có cả anh Quyết này, anh Tú, anh Tuấn Anh này. Mấy anh này đều cùng có ngẫu hứng là nuôi chè lửa. Ây da, giọng chè lửa nghe vẫn là đỉnh nhất các bạn. Chè lửa nó có thể bắt chước đủ các loại giọng. Mình rất là thích nghe cái giọng chè lửa. Chè lửa bắt chước đủ các loại giọng, có thể bắt chước giọng gà, giọng khiếu, giọng họa mi, giọng tiểu mi, giọng chào màu, bắt chước hết. Các bạn nhé, mình đang có mặt ở quế lâm, giọng cả khuyên cũng bắt chước, nhất đặc biệt là giọng gà con. Nhìn cảnh thật tên. Chè lửa này cũng hay lắm, rất tái định cư. Con này rất hay. Để thu vào các bạn. Đây, mình đầu tiên ở góc này thì có rất nhiều các nghệ nhân bà con đồng bào dân tộc mang chim ra. Nhiều chào màu, có thể thấy được là rất nhiều chào màu. Hôm nay chào màu cũng bày ra được. Lực quyết tâm hôm nay không ra à? Nếu như mà cái trận chim này mà được khách du lịch nhất đến địa điểm này thì mình nghĩ là còn đông nữa. Đi về là nhất là những hôm họp vào thứ bảy chủ nhật các bạn. Hôm nay thì chim trận chim họp vào ngày thứ hai, cho nên là cũng không có du khách ở xa đến. Mình có thể thấy là có những khách ở Vĩnh Phúc hay là ở Tam Đảo, ở Thái Nguyên, ở Hà Nội, ở Hà Nam, Thanh Hóa đều có mặt ở trận chim hết. Đây là gian hàng bán này đấy. Công cụ này bán chuyên sản xuất lồng căng đấy, lồng bằng gỗ móc các bạn. Đó là có một cái lồng sừng trâu này. Bây giờ các bạn nhận ngoài có thể với những trận chim gia đình ở đây cũng có cả bán cây cảnh non bộ, rồi gỗ lũa. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy xuất hiện có rất em nhiều gà rừng các bạn. Con trống này. Thôi với em ạ. Rất nhiều gà rừng hôm nay có mặt ở trận chim. Đây, mình đang quay review cho các bạn xem mấy em gà rừng đây. Gà rừng cũng rất là đẹp. Gà rừng cực kỳ đẹp luôn. Tức là của mọi người ấy. Đây, các bạn tất cả. Lý do thì gà rừng còn đầu vào mình mất tiền đấy. Từ 300 cho đến 600 một con. Đây có phải chim đâu bắt ở rừng nữa đâu. Mua sinh sản còn còn đẹp thì dao động tầm độ khoảng 500 600, còn những con bình thường là khoảng 300. Lạc vào đây thì các bạn có thể nghe đủ các loại giọng, đủ các loại giọng hót. Đặc biệt là có những gian hàng đây là gian hàng chim tiểu,
những con chim rất nhỏ, ví dụ như chim hút mật này, chim tiểu mi mi đất này, chim hiến này, mình có thể quay được hết cái khung cảnh để chim cho các bạn xem. Đây là sâu ghế, chị ấy bán rất nhiều sâu ghế. Đấy, gà sâu ghế đắt hàng lắm. Hot đi em. Đấy, đấy hot đi em trẻ lửa của bạn Tuấn Anh nhé. Con này được thuần dưỡng từ bé các bạn, rất là dạng, rất là chức ống tính, quay ống tính gần dí sát vào bạn ấy cũng không có sợ gì cả các bạn ấy, không hề sợ gì cả. Rồi mình dí sát ống tính này cho các bạn xem. Chú trẻ lửa này đuôi dài 16 phân. Đấy, đấy không, không cần phải đắt à? Xem được ra ngoài à, đấy à? Các loại chim rất là bé, có những con chim chỉ bé bằng ngón tay thôi các bạn. Thế là nó sống rồi. Những nhất là loài hút mật, đây có mấy em, mấy em hút mật rồi, 7 màu, 5 màu rồi. Mấy em kiểu mi, mấy em mi đất, mấy em bạc má. Đúng rồi. Bạn mới có thể nghe thấy là ở đây có một em, em một con em cô gái rất đúng là phần cô gái giao động từ 500, nếu mà những em mà được thuần dưỡng thì 500 đến 1 triệu các bạn. Còn những em cô gái bổ thì giao động tầm là 300-350. Thấy bạn đến là ông ấy đây có bày bán rất nhiều gỗ lũa. Những nghệ nhân làm một chút gỗ lũa thì có thể ra chợ chim. Chợ chim họp vào ngày 27 các bạn, 12-17 từ đi đó là con này hàng tháng. Bạn nào ở xa thì có thể bao nhiêu nhớ lòng với cái âm lịch của chợ chim họp thì các bạn có thể mấy con quay quay lại cho các bạn nghe giọng của em trẻ lửa của mình nhé. Trẻ lửa của mình gọi là trẻ lửa Bắc các bạn, và cũng được 2 năm lận rồi. Các bạn có thể thấy được là kho câu lộ hết cả lông trắng ở đây, rất là sung, chế độ ăn uống rất là tốt để được có chim sung. Các bạn nghe giọng tuyệt vời không? Tiếng tạch rất là rõ ràng luôn. Chim thuần nữa các bạn nhé. Chim thuần rất lâu rồi. Rất nhiều người, nhiều bạn hỏi con chim của mình nhé, mình không bán các bạn. Mình để chơi đấy. Mình không có ý định bán em này, vì nó cũng có rất nhiều tình cảm mình nuôi rất lâu rồi, cho nên là mình không muốn bán em này nữa các bạn nhé. Đúng rồi, đó xem nhé. Đi bán cái gì? Bún mật. Con này con cái này con này con kia đấy nha. Bắn thích thật luôn. Rõ rất là rõ. Ô, áp nha bắn. Năm màu. Thế bảo là cái này được tím vàng. Đá không nhỉ? Rõ, xanh, đi mẹ luôn, lần quay hết. Trắng. Được 3 ngày. Được qua được 3 ngày mà lấy từ đi về không biết nước hết đi tốt nhưng mà có thể đây là thăm chợ chim. Ngoài ra còn có rất nhiều các loại cây ở đây, có cả củ vôi, các loại cây cảnh. Cây cảnh bạn em ở đây cũng có thể đào cũng hoa lan, đây là lan ở đây có rất nhiều. Làm gì các bạn? Dân lực năm lần lấy gì lấy gì già mà? Là đúng không bạn? Họ đi. Còn đây đúng không bạn? Như vào trong, như đang giao bán là 1,6 triệu cả lồng.
rồi đi nó là rau bán là 6 cả lồng. Nếu bạn nào thích chim thì có thể xem kênh thú chăn nuôi con này bé chưa review mà đặc biệt mình cũng nuôi bé loài các bạn đặt trên dưới 20 loài. Bạn nào ngắm tịp loài chim thì có thể mình có thể review cho các bạn xem trực tiếp. Và ba điều chim có hay nhớ về buộc đó con chim để đi thi mình đều có hết các bạn nhé. Đặc biệt là trào màu mình đang có rất nhiều chim trào màu đấu đấy, chè lửa, chè than, quả mi có đủ hết các bạn thiếu. Đặc biệt mình còn đang nuôi sinh sản mình đã ghép sinh sản thu gáy này thiếu ấy, chè lửa, chè than, quả mi đấy. Và cũng đã sinh sản được thành công rồi các bạn nhé. Có thể mình sẽ xin kết thúc video ở đây, hẹn các bạn vào phim sau.